Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Bộ Y tế được cấp phép nhập khẩu vaccine khẩn cấp, không cần thủ tục phê duyệt. Bệnh nhân nhiễm Omicron đầu tiên tại Việt Nam ra viện. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu ưu tiên tối đa xe vận chuyển oxy cho các tỉnh phía Nam. Thành phố Hồ Chí Minh kết quả xét nghiệm cho 305 hành khách chung chuyến bay với 5 ca Omicron. Thành phố Hồ Chí Minh 9 trường hợp nhập cảnh đang chờ kết quả giải trình tự gen. Việt Á có đến gửi quà giám đốc CDC Bình Phước. Và sau đây là phần nội dung chi tiết, xin mời quý vị khán giả cùng đón xem. Bộ Y tế được cấp phép nhập khẩu vaccine khẩn cấp không cần thủ tục phê duyệt. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 168 về một số cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19. Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đáng chú ý, theo nội dung nghị quyết về cơ chế chính sách đối với sản xuất, nhập khẩu, cung ứng thuốc trong tình hình dịch COVID-19, Chính phủ quy định, đối với vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê duyệt, sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc cấp bách cho phép Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu mà không phải thực hiện thủ tục phê duyệt. Đối với vaccine do chính phủ các nước viện trợ và đã được cấp phép nhập khẩu trong trường hợp khẩn cấp hoặc cấp bách, cho phép miễn hồ sơ tóm tắt sản xuất và kiểm tra chất lượng của lô vaccine, giấy chứng nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu và nước viện trợ khi đánh giá để cấp giấy chứng nhận xuất xưởng. Về việc kê khai công bố giá đối với vaccine mua bằng nguồn ngân sách của nhà nước, quỹ vaccine phòng COVID-19 để tiêm miễn phí cho nhân dân, chính phủ nêu rõ doanh nghiệp, đơn vị nhập khẩu thực hiện việc kê khai giá theo mức giá ghi trong hợp đồng, thỏa thuận đã ký và không phải kê khai các yếu tố cấu thành giá theo quy định của pháp luật. Bộ Y tế báo cáo Chính phủ thông tin về giá mà doanh nghiệp, đơn vị ký kết, thỏa thuận mua vaccine và không phải thực hiện công bố giá theo quy định của pháp luật. Về thủ tục nhập khẩu đối với thuốc điều trị COVID-19, vaccine phòng COVID-19 mua bằng nguồn ngân sách nhà nước, quỹ vaccine phòng COVID-19 hoặc được viện trợ, tài trợ, Chính phủ cho phép đơn vị nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan và đưa hàng về bảo quản tại các kho đạt thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc GSP, được Bộ Y tế công bố phù hợp với điều kiện bảo quản ghi trên nhãn đối với các lô hàng thuốc điều trị COVID-19 và vaccine COVID-19 trong khi chờ Bộ Y tế phê duyệt, có điều kiện cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch COVID-19 hoặc cấp giấy phép nhập khẩu trên cơ sở đề nghị của Bộ Y tế hoặc đơn vị nhập khẩu. Cơ quan hải quan chỉ cho phép thông quan lô hàng thuốc điều trị COVID-19, vaccine phòng COVID-19 khi đơn vị nhập khẩu nộp giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế cấp cho lô hàng. Nghị quyết cũng quy định đơn vị nhập khẩu thuốc điều trị COVID-19, vaccine phòng COVID-19 có trách nhiệm báo cáo Bộ Y tế về việc đã mở tờ khai hải quan trong vòng 2 ngày kể từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định, nộp giấy phép nhập khẩu cho cơ quan hải quan trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp quá hạn nêu trên mà vẫn chưa thể cấp giấy phép nhập khẩu, Bộ Y tế có văn bản thông báo cho cơ quan hải quan để thực hiện quản lý giám sát, bảo quản nguyên trạng và chỉ được phép lưu hành sản phẩm sau khi được thông quan và cấp giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine, sinh phẩm theo đúng quy định của pháp luật về dược. Bệnh nhân nhiễm Omicron đầu tiên tại Việt Nam ra viện. Thưa quý vị, sau 2 tuần theo dõi sức khỏe, bệnh nhân HM không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, sinh hoạt bình thường và được xét nghiệm âm tính lần cuối vào ngày 1 tháng 1. Hôm nay, bệnh nhân đủ điều kiện ra viện trong quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Hôm 19 tháng 12 năm 2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận hành khách HM trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam. Khi về đến sân bay Nội Bài, ông có kết quả test nhanh dương tính, sau đó ông được xét nghiệm PCR cũng có kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh viện đã tiến hành giải trình tự gen, khẳng định bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron. Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly riêng biệt của bệnh viện đã được theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt, đảm bảo không lây nhiễm cho cộng đồng và an toàn cho công tác phòng chống dịch tại bệnh viện. Sau khi ra viện, bệnh viện tiếp tục phối hợp với gia đình theo dõi, quản lý sức khỏe của bệnh nhân tại gia đình và đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Đồng thời, bệnh viện khuyến cáo người dân nên tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế, thực hiện 5K cộng tiêm vaccine, đặc biệt lưu ý đối với nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh lý nền, v.v. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu ưu tiên tối đa xe vận chuyển oxy cho các tỉnh phía Nam. Thưa quý vị, theo đó, để bảo đảm nguồn cung oxy cho cơ sở y tế điều trị người bị nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các cục quản lý đường bộ, thanh tra giao thông vận tải trực thuộc phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và lực lượng chức năng tạo thuận lợi tối đa cho các phương tiện chở oxy được ưu tiên khi lưu thông trên các tuyến đường bộ.
ưu tiên khi lưu thông qua trạm kiểm tra tải trọng phương tiện, ưu tiên lưu thông trong tổ chức giao thông. Bên cạnh đó, hướng dẫn các sở giao thông vận tải triển khai thực hiện nội dung đề nghị của Bộ Công Thương. Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp và cung cấp danh sách các phương tiện châu Âu cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát Giao thông, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố như Sóc Trăng, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, Long An, Hậu Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh để chủ động trong công tác tổ chức giao thông, ưu tiên tạo thuận lợi đúng đối tượng. Cục Đăng kiểm chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước, đặc biệt là các đơn vị đăng kiểm khu vực phía Nam, ưu tiên các phương tiện chở oxy khi vào kiểm định. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các sở giao thông vận tải tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép phương tiện chở oxy được đi vào các tuyến đường quan trọng, đi trong giờ cấm xe tải, giờ cao điểm. Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông vận tải, phòng chuyên môn thuộc sở phối hợp với lực lượng chức năng, Ủy ban Nhân dân cấp huyện trên địa bàn tạo thuận lợi tối đa cho các xe chở oxy được ưu tiên khi lưu thông trên các tuyến đường bộ, ưu tiên khi lưu thông qua trạm kiểm tra tải trọng phương tiện, v.v. Các đơn vị vận tải có phương tiện chở oxy phải thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn tại quyết định số 1812 ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải và quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Thành phố Hồ Chí Minh kết quả xét nghiệm của 305 hành khách chung chuyến bay với 5 ca Omicron. Ngày 1 tháng 1 năm 2022, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, hiện tại sức khỏe của 5 ca mắc COVID-19 biến thể Omicron đều ổn định và có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính sau 5 đến 7 ngày. 305 hành khách đi chung các chuyến bay có trường hợp nhiễm Omicron đều được cách ly theo quy định và đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Trước đó, 5 trường hợp mắc Omicron nói trên nhập cảnh Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 12 năm 2021. Tất cả được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh và được lấy mẫu xét nghiệm. Do có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, các mẫu xét nghiệm được chuyển qua Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Viện Pasteur báo cáo kết quả nhiễm biến thể Omicron. Ngay sau khi nhận kết quả giải trình tự gen, thành phố đã tiếp tục thực hiện điều tra, truy vết các đối tượng liên quan, triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo kịch bản đã được chuẩn bị từ trước. Đồng thời tiếp tục triển khai thế trận y tế ứng phó với biến thể Omicron, giám sát chặt các trường hợp nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định, tiến hành giải trình tự gen các trường hợp nhập cảnh nhiễm COVID-19. Trong sáng ngày 1 tháng 1 năm 2022, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo cảng vụ hàng không miền Nam, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan ban ngành tại sân bay Tân Sơn Nhất đã phối hợp thị sát hoạt động kiểm dịch y tế và thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2 cho tất cả những người nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Qua quan sát các khâu phối hợp trong lần đầu tiên tổ chức, Sở Y tế đã chỉ đạo điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp, trong đó có yêu cầu lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hỗ trợ thiết bị, đường truyền, nhân sự để các khâu diễn ra suôn sẻ, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nhưng tránh gây tập trung đông người và ùn tắc trong khu vực nhà ga. Trong buổi sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đón hai chuyến bay gồm GS711 từ Đài Loan, Trung Quốc với 40 khách và chuyến VZ3970 từ Thái Lan với 23 khách. Tất cả hành khách và tổ bay đều âm tính với xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 và được hướng dẫn rời khỏi sân bay một cách trật tự. Như vậy, đến nay, Việt Nam ghi nhận 20 trường hợp nhiễm Omicron và tất cả đều là người nhập cảnh. Thành phố Hồ Chí Minh, 9 trường hợp nhập cảnh đang chờ kết quả giải trình tự gen. Thưa quý vị, bác sĩ Lê Thảo Hiền, Bệnh viện Dã chiến số 12 cho biết, các hành khách nhập cảnh có một người đến từ Tây Ban Nha, một người đến từ Đài Loan, một người đến từ Nga, 4 người Việt Nam và 2 người đến từ Mỹ. Trong đó, 7 trường hợp đã có kết quả âm tính SARS-CoV-2. Theo bác sĩ Hiền, bệnh viện sẽ tiếp nhận người nhập cảnh từ đường biển và đường hàng không dương tính với SARS-CoV-2. Tại đây, những trường hợp đang chờ kết quả giải trình tự gen sẽ được đưa vào một khu riêng biệt để được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế như sử dụng thuốc kháng virus, điều trị các triệu chứng khác. Nếu kết quả giải trình tự gen cho kết quả nhiễm biến thể Omicron, thì bệnh nhân sẽ được chuyển đến một khu khác trong bệnh viện để tiếp tục điều trị. Thời gian qua, đa số các ca nghi ngờ nhiễm biến chủng Omicron được đưa vào bệnh viện đều có kết quả giải trình tự gen nhiễm biến chủng Delta. Đa số bệnh nhân đều có triệu chứng nhẹ như sốt, mệt mỏi, sổ mũi, ho. Về các quy định phòng ngừa lây nhiễm tại đây đều được thực hiện nghiêm túc, nâng cao cảnh giác bởi biến thể Omicron lây lan nhanh hơn Delta, bác sĩ Hiền cho hay. Theo quy định, các F0 là người nhập cảnh đều được thực hiện giải trình tự gen để giám sát biến thể Omicron. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có 2 tổ chức tham gia giải trình tự gen giám sát biến thể Omicron, gồm có đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.
Cùng với đó, để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là biến thể Omicron, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ siết chặt quản lý y tế. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, thành phố sẽ tiến hành lấy mẫu test nhanh đối với tất cả trường hợp nhập cảnh ngay tại sân bay. Nếu hành khách âm tính thì sẽ xử lý theo quy định nhập cảnh theo công văn số 10688 của Bộ Y tế. Trường hợp hành khách dương tính với test nhanh thì sẽ cách ly và chuyển về bệnh viện dã chiến số 12 thu dung điều trị. Còn nếu hành khách xét nghiệm nhanh âm tính tại sân bay sẽ được hướng dẫn đến kiểm soát để thực hiện các thủ tục rời sân bay về nơi cư trú. Trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi cư trú, người nhập cảnh phải thực hiện quy định 5K, phương tiện đưa đón người nhập cảnh phải đảm bảo quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Việt Á có đến gửi quà giám đốc CDC Bình Phước. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước CDC Bình Phước đã mua khoảng 87.000 kit xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng của công ty Việt Á. Đáng chú ý, công ty Việt Á có đến gửi quà lãnh đạo CDC Bình Phước. Về việc gửi quà này, ông Nguyễn Văn Sấu, giám đốc CDC Bình Phước thông tin, đầu tháng 12, đại diện của công ty Việt Á có lên gặp và gửi quà. Đến tối, tôi có kiểm tra thì đó là quà của công ty gửi cho tôi. Việc này tôi đã báo cáo tổ chức, báo cáo lãnh đạo các cấp. Phần quà này sau khi kỳ nghỉ tôi sẽ nộp lại cho cơ quan chức năng. Theo ông Sáu, trong thời gian qua, công ty Việt Á cung cấp sản phẩm cho các đơn vị, trong đó có Bình Phước. CDC Bình Phước có thực hiện mua kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Về việc mua sản phẩm của công ty Việt Á thì xuất phát từ thông tin giới thiệu của Bộ Y tế. Hình thức mua là chỉ định thầu rút gọn, đấu thầu rộng rãi và thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc mua theo hình thức chỉ định thầu rút gọn vì muốn rút ngắn thời gian mua bán để có vật tư y tế cho quá trình chống dịch cấp bách. Tôi không có một thỏa thuận hay cam kết nào về tỷ lệ phần trăm hoa hồng giữa đơn vị cung cấp vật tư sinh phẩm Việt Á với trung tâm, ông Sáu khẳng định. Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết, nếu phát hiện tổ chức cá nhân nào trong tỉnh có tiêu cực khi mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm liên quan đến công ty Việt Á, đều phải xử lý triệt để, nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bình Dương thay đổi cách điều trị bệnh nhân COVID-19 để nỗ lực giảm tỷ lệ tử vong đến mức thấp nhất. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 12, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương thông tin số ca mắc COVID-19 mới những ngày gần đây ở địa phương có xu hướng giảm. Trung bình mỗi ngày, Bình Dương ghi nhận từ trên 100 đến 300 ca. Tuy nhiên, số ca tử vong mỗi ngày còn ở mức cao từ 10 đến 20 ca. Hiện nay, Bình Dương không áp dụng cách ly điều trị tập trung đối với các F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Ngành Y tế Bình Dương nhận định đại dịch COVID-19 đã chuyển sang giai đoạn mới, tỷ lệ người dân địa phương được tiêm vaccine đạt mức rất cao. Căn cứ vào tình hình thực tế, Bình Dương không tổ chức điều trị theo tháp 3 tầng như trước đây, thay vào đó Bình Dương bỏ tầng 1, F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được cách ly điều trị tại nhà dưới sự theo dõi của lực lượng y tế lưu động. Các cơ sở y tế tuyến huyện sẽ thay đổi phương án chống dịch, tập trung vào điều trị tầng 2 và tầng 3. Hiện Bình Dương đang triển khai rộng rãi mô hình khu điều trị riêng biệt người bệnh COVID-19 ở các trung tâm y tế huyện, thị, thành phố nhằm nâng cao chất lượng điều trị với tiêu chí giảm tỷ lệ tử vong. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nguyên Giám đốc Y khoa Trung tâm Hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 tại Bình Dương, để đảm bảo phương pháp điều trị trong tình hình mới đạt hiệu quả, cần nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị trên nền tảng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc men và quan trọng hơn là yếu tố con người. Ngoài việc tổ chức các khóa huấn luyện, hội chuẩn, trực tiếp, trực tuyến nâng cao chuyên môn tay nghề, thì Bình Dương nên quan tâm tới đời sống, thu nhập phụ cấp chống dịch của nhân viên y tế. Ngày 24 tháng 12, Bình Dương chính thức đưa vào hoạt động khu điều trị bệnh nhân COVID-19 chuyên biệt đầu tiên với quy mô 200 giường, tổng số vốn đầu tư của khu điều trị khoảng 20 tỷ đồng. Khu điều trị này hiện bố trí 99 cán bộ y bác sĩ phục vụ, số bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở là 58 bệnh nhân. Tính trong đợt dịch thứ tư đến nay, Bình Dương ghi nhận 289.731 ca mắc COVID-19, 450.128 bệnh nhân khỏi bệnh, kể cả test nhanh dương tính và 3.111 bệnh nhân tử vong. Số bệnh nhân đang điều trị tại nhà là 48.578 bệnh nhân và 1.617 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở điều trị. Số bệnh nhân nặng nguy kịch cần thở oxy là 424 bệnh nhân.